Chào các bạn đang xem kênh Sagobi Channel. Thì hôm nay mình có một cái anh khách, anh mang cái chiếc lít 4 van. Đây là cái lít 4 van thế hệ đời mới ESP cộng nha các bạn. Thì hôm nay anh đến để anh thay nhớt, thay lọc gió, thay nước làm mát, rồi xử lý cái bộ phận nồi á. Anh muốn cái nồi anh êm hơn và không bị rung rần hơn. Nhưng mà mình nói các bạn là trên tinh thần vẫn là không can thiệp cơ khí, mình giữ nguyên hoàn toàn cái phần nồi nha các bạn. Thì trước tiên vô việc á, thì mình sẽ phỏng vấn anh khách của mình một chút xíu để anh nói lên cái hiện trạng và cái anh muốn cải thiện ở cái xe của anh. Anh Kha, anh cho em biết á là cái xe anh đang vận hành á nó có những cái khuyết điểm gì mà anh vẫn chưa vừa ý ở cái phần nồi, và cái khó chịu khi anh lên ga xuống ga, rồi cái âm thanh của cái nồi, cái độ ồn của nó đó, anh chia sẻ với em. Tình trạng xe này á, nói chung là lúc anh mua mới về á, thì xe nó cũng bình thường, nhưng mà đi cái khoảng thời gian khoảng chừng 2-3 ngàn cây á, thì nó có tình trạng là chạy nó hơi gần chút xíu. Yeah. Với lại cái ghét nhất là cái xe này là nó hay bị tắt máy. Có lẽ là mình anh thì không có biết về gần về xe máy móc gì đâu, nhưng mà chỉ có cái là mình mua về mình chạy thôi. Thì bây giờ anh muốn cải thiện cái vấn đề đó thì em coi em làm xử lý giùm anh. Dạ, thì hôm nay trên tinh thần là em sẽ tập trung vô cái phần nồi, phần chuyển động của cái xe. Ừ. Để mà khắc phục hoàn toàn cái vụ rung rần. Đúng rồi. Và làm cho cái ống ga của anh nó mượt hơn khi mà lên ga và xuống ga. Đúng. Và khắc phục luôn, khi mà cái xe nó lên ga nó thường có những tiếng rít rít khó chịu của hệ máy 4 van. Và anh thòng ga nó cũng có cái tiếng chả của bu ly, nó cũng xè xè cũng khó chịu. Thì hôm nay tụi em sẽ tập trung vô giải quyết hoàn toàn cái phần đó. Cái nhất, cái thứ hai là em sẽ thay cái lọc gió của Hurricane để mà tăng thêm cái hiệu năng của cái xe. Wow. Trên tinh thần là không thay đổi tỷ số AFR quá nhiều. Bây giờ để trước khi vào clip mà quay lại cái quy trình bên mình làm á, mình chỉ chốt với các bạn một câu nha. Mình làm nồi không can thiệp cơ khí, bố ba càng zin, lò xo zin, chuông zin, rãnh bi zin, bi zin luôn, kẹp trượt zin, tất cả đều là zin của Honda hết. Ok nha các bạn. Đây là cái lọc gió của xe lít á, lọc gió zin theo xe mình gỡ ra nè các bạn. Thì các bạn thấy nè, bụi bặm rồi nó còn cả có những cái sợi tơ tơ gì nữa nè, lông nó vô nè. Thì khi mà bụi nó phủ lên đây á thì đồng nghĩa nó cũng cạn lại cái lưu lượng gió đi vô xe nha các bạn. Thì ở những cái hiện tượng này thì có thể ở trong cái mức này là cái phạm vi cho phép chưa đến nổi, nhưng mà khi các bạn mà nó quá dơ thì các bạn nên thay để cho gió nó vô, nó phù hợp theo cái thiết kế của xe, để cái tỷ số AFR nó không đổi, nó dẫn đến cái hiệu năng tốt nhất cho xe. Một khi mà gió vô thiếu á là xăng nó sẽ bị dư là bị lãng phí, mà cái xe của bạn nó cũng bị ì ạch hơn nữa. Rồi các bạn lưu ý cái trường hợp này nha. Mình nhắc thêm một điểm nữa nha các bạn, đối với cái lọc gió zin này á, nó đã được tẩm qua một lớp dầu trên cái lớp giấy này. Thì ở cái đây là một cái nguyên vật liệu bằng giấy, các bạn không thể nào vệ sinh, không thể nào vệ sinh nè, không thể rửa nè, và đặc biệt là các bạn không được dùng cái vòi xịt này để mà xịt khô nó. Rồi các bạn lưu ý nha, cái này nó rất quan trọng, là cái này dơ là chỉ có thay, không rửa, không vệ sinh, không làm gì được hết. Các bạn lưu ý giúp mình, cái đó là do Honda người ta quy định, và trên tinh thần là mình chia sẻ lại với anh em. Nếu mà anh em cảm thấy nó hợp lý thì anh em làm theo, còn nếu mà anh em cho rằng anh em có cách nào hay hơn, hiệu quả hơn thì anh em cứ làm. Còn đối với mình, cái này dơ là mình phải quăng nó đi. Rồi khi mà anh em vận hành cái xe á, cái bố nó mòn cộng với lại cái nhiệt độ rồi cái độ ẩm của không khí á, nó sẽ tạo thành những cái màng bám ở trên cái nồi như vậy nè. Thì bây giờ á sẽ là cái quá trình mình đi rửa, và cái mấu chốt á là nó nằm ở đây. Mình mấy cái này thì mình rửa sơ cho nó sạch sẽ thôi, mang yếu tố là sạch, nhưng mà riêng cái này sẽ là đối với mình á, là quyết định cái vận mệnh của cái chuyện rung rần của cái xe nó nằm trong đây hết. Và các bạn nhớ một điều nha, mình vẫn nhắc lại với các bạn là mình giữ zin hoàn toàn hết, mình không thay thế một cái gì hết. Đây là bây giờ mình sẽ đi làm, nhưng mà cái khúc này các bạn cho phép mình lướt qua chút xíu, là mình sẽ không có sâu cái kỹ năng này ra.
mình chỉ cho các bạn thấy được cái thành quả của mình khi mà cái kiểu giống như là cái kết quả mà cái cách làm của mình ráp lên xe và cho khách chạy và khách cảm nhận được thôi nha. Thấy được cái khúc này ông cameraman ơi, đó lấy được cái bề mặt đó. Thấy bên này nó hơi lõm nè, với một cái lông đề mà đã siết rồi, nó có cái bề mặt nó đã bị biến dạng rồi các bạn, thì các bạn không nên dùng lại nha các bạn. Theo quy định của Honda là họ bắt buộc phải thay mới hết rồi. Cái đầu tiên á, ở cái con ốc nhớt này nè, cái lông đề, cái yếu tố cần và đủ để mà nó không bị xì nhớt là một cái lông đền mới hoàn toàn, cái này loại bỏ nha các bạn. Rồi cái thứ hai á, đây là cái yếu tố cần, cái yếu tố đủ sẽ là đây nè các bạn. Các bạn phải có một cái cần lực chuyên dụng và có một cái lực siết đúng, thì khi mà có hai yếu tố này kết hợp vô thì mình đảm bảo với các bạn là sẽ không có dấu hiệu xì nhớt. Còn nếu mà các bạn thiếu một trong hai á, là nó không xì nhưng mà nó sẽ lem cái hơi nhớt ra, nó tạo ra một cái mảng đen bám trên cái bề mặt, tạo ra một cái mảng nhớt bám trên cái bề mặt của cái lốc á, và quá trình các bạn vận hành nó bụi nó bám vô nó sẽ đen thui ở khúc đó. Đó, xì không xì nhưng mà nó sẽ bị lem cái hơi nhớt ra ha. Các bạn để ý giùm mình, cái này là bắt buộc phải thay, trên tinh thần là nhớt lát nó cũng có hai con lông đền thâu cũng phải thay luôn nha các bạn. Cái nào đã là lông đền là phải thay hết, không có giữ lại. Để mà tăng cái mức độ uy tín đó các bạn, khi mà các bạn thay nhớt á, mình sẽ không có khui cái bình nhớt này ra, và mình sẽ để cho anh khách mình khui để anh biết được đây là một cái bình mới nhớt mới hoàn toàn và chưa khui nha các bạn. Rồi anh khui giúp em. Rồi thank you anh. Ở cái phần bu ly trước chuyển động đó các bạn làm vệ sinh giữ cho nó sạch sẽ nhất có thể nha các bạn nè. Bây giờ nè, ở những cái này là sau khi mình đã vệ sinh xong rồi nha. Rồi bạn nhìn nha, đây là cái tờ giấy nè, nơi dơ nhất nè đó, bạn chùi ra nè, nó phải sạch sẽ và nó còn ám đen chút xíu vẫn chưa được đúng không. Mình sẽ làm, nãy giờ mình chùi cũng nhiều rồi mà bây giờ mình sẽ chùi thêm cho nó thật là sạch sẽ. Rồi vậy là ok nha các bạn. Rồi cái này cũng vậy, cái này thì đơn giản chỉ là hai mặt nó mình giữ cho nó sạch sẽ chút xíu thôi, mình rửa xong. Rồi đây là cái ác bu ly nè, nè cái ác bu ly nè, không biết là camera em có trên đó nó hiển thị được hai cái màu sắc ở đây không. Cái phần màu này là cái phần bu ly chạy nè các bạn, cái phần này là cái phần mà cái dây cura nằm đây, thì anh em để ý nha, mai mốt nó có cái dấu này thì anh em nhớ mà để sắp cho nó đúng nha. Rồi cái này cũng sạch nhất có thể nha anh em, đây không bùi và không bặm gì hết. Rồi cái bi cũng vậy, cái bi nè, đây là một cái bi mới hoàn toàn, tại vì nếu mà lấy cái bi cũ phải rửa lại rất là tốn nhiều thời gian, thì mình ở trong cái clip này mình xin phép là mình thay một cái ly mới để lướt qua cái quá trình rửa cái bi nha. Nó cũng phải sạch sẽ nha các bạn, nè không có bụi nha. Rồi cái chén chặn nè, chén chặn thì đây là cái chén cũ rửa rồi nhưng mà nó vẫn còn tí xíu dơ, mình cố gắng mình chùi cho nó sạch sẽ hết. Cái chi tiết này nè anh em, lọc xuống đây giúp anh. Khi mà các bạn thổi bụi cái bộ phận này, các bạn nhớ một điều nha, là đừng có để nó vô trong đây nó dơ, thì các mình chỉ cho nè, như cách mình làm là mình sẽ lấy 4 tờ khăn giấy mình gấp lại. Rồi cái này nó hơi to, mình sẽ chặt hơn một chút xíu nữa nha các bạn, miễn sao á để nó vô đây nó đừng có bụi bặm vô là được rồi. Rồi bây giờ là cái quá trình mà các bạn kỹ thuật bên mình sẽ thổi bù nha các bạn.
anh em lưu ý nha anh em, hai con ốc này có hai cái lực siết khác nhau, nó không có giống nhau nha anh em. Cái con đằng sau là 49. Con đằng trước là 59 nha anh em. Anh em lưu ý nha, chứ không có giống lực nha anh em. Đó, thấy nó cạch cạch vậy là tới lực rồi đó. Đối với cái lọc gió Hurricane đó các bạn, để mà tăng cái hiệu ứng bảo vệ máy, bảo vệ cái luồng không khí sạch đó, thì hãng họ có sản xuất ra một cái bình dầu tẩm. Có nghĩa là đối với cái lọc cô tông mà trước khi mà sử dụng, hoặc là khi các bạn mua lại từ mua từ phía bên Sacobi á, mình luôn luôn tẩm dầu cho khách. Và cái quá trình vận hành á, cái lớp dầu nó sẽ cạn bụi rất là nhiều, nhưng mà nó chỉ là một cái lớp mỏng thôi nha các bạn đừng xịt quá nhiều, để mà nếu mà nhiều quá thì dầu nó cũng sẽ đi vô trong máy, nó dính vô cái cảm biến khí nạp á, là nó dẫn đến cái tín hiệu sai nha các bạn. Vừa phải, hợp lý, đủ là tốt nhất. Khi mà xịt xong á, cái bề mặt của xung quanh cái lọc gió nó sẽ dơ, thì các bạn sử dụng khăn giấy nha, tránh sử dụng cái khăn vải nha các bạn. Tại vì khi mà cái khăn vải á, các bạn lau xong á, các bạn có xu hướng là sẽ để nó dơ, và các bạn sử dụng lại nó rất là phức tạp, nó làm dơ thêm cái sản phẩm tiếp theo. Cách tốt nhất là khăn giấy, xài tới đâu quăng tới đó. À, đây nè các bạn. Rồi, tất nhiên là mình sẽ phải làm đi làm lại mấy lần. Một cái bình nước mát nó được phát huy trọn vẹn đó các bạn, thì khi mà các bạn đổ một cái dung dịch nước mát khác vào cái xe Honda này á, cơ bản nó đang là nước Honda, thì các bạn phải xả sạch cái nước đó ra. Thì xả sạch là xả như thế nào? Các bạn xả bằng cái nước máy không tên này nha, nước máy không tên. À, các bạn cứ xúc đi xúc lại khoảng 3 đến 4 lần. Mà mỗi lần các bạn đổ vô, các bạn xúc, các bạn chịu khó nóng máy một chút xíu cho cái dòng nước nó lưu thông, nó cuốn trôi cái nước cũ ra. Và khi mà các bạn làm xong mà khoảng 3 lần bằng nước không tên á, thì mình sẽ còn cái này nữa. Cái này nha các bạn. Cái này theo như mình đọc trong tài liệu trong Honda thì họ không có hướng dẫn thay, nhưng mà mình thấy có nhiều anh em á cũng chia sẻ với nhau là phải dùng cái nước nước suối vậy nè, để mà nó không bị kết tổ cái nước làm mát nha. Thì khi các bạn xúc bằng cái nước không tên xong, các bạn nhớ chán lại bằng hai lần nước này nữa cho nó chính xác, cho nó sạch hết cái buồng nước làm mát, rồi các bạn thêm nước mới vô. Ok nha các bạn, đây là quá trình bên mình đang làm. Cái nước làm mát á, nó có một cái chức năng riêng của nó. Nó không phải là hấp nhiệt và tản nhiệt, mà đi sâu vào nó đó, nó còn có chia ra hai loại. Một loại dành cho những xe đi trong phố, một loại dành cho những cái xe đi tour đường dài, hoặc là những cái xe racing. Các bạn thấy này nè, bây giờ đã mà nói và cái nước làm mát nó thật sự nó tốn rất là nhiều thời gian thôi, nhưng mà mình sẽ gói gọn mình nói riêng cái thằng này trong ngày hôm nay. Khi mà cái xe các bạn á đà máy lên á, các bạn cần một cái thời gian nhất định nó mới ấm máy chạy, nó mới vô cái trạng thái tối ưu của nhà sản xuất chẳng hạn nha. Mình ví dụ nha, ở con số 80 độ thì xe mới bắt đầu tối ưu. Bạn dùng cái nước làm mát cũ, bạn mất khoảng 3 đến 5 phút hay là 7 phút, 10 phút gì đó. Thôi giờ mình lấy một con số giả sử ví dụ ở đây nha, là 10 phút đi. Thì khi các bạn đổ cái nước này vô, cái nhiệm vụ của nó là nó hấp, nó đẩy cái máy của bạn nhanh nóng, nhanh ấm nha. Các bạn nhớ nha, ví dụ nước cũ các bạn mất 10 phút thì cái nước này các bạn tốn khoảng 5 đến 6 phút. Rồi các bạn nghĩ là nó sẽ nóng, nó chịu không nổi không? Nhưng mà không phải, cái nhiệm vụ nó là đẩy các bạn vô cái trạng thái tối ưu. Rồi từ cái trạng thái tối ưu đó nó duy trì, nó không cho sinh nhiệt lên nữa. Cái này là nhà sản xuất người ta nói vậy nha. Anh em nào cần nguồn cứ inbox với mình gửi tài liệu cho anh em. Cái này là nhà sản xuất họ nói sao thì mình nói lại, để anh em tham khảo và có một cái lựa chọn, nhiều cái lựa chọn hơn trên cho các dòng nước làm mát trên thị trường. Rồi bạn ơi, bây giờ mình đã làm xong cái chu trình ngày hôm nay là nồi nhớt nước mát. Bây giờ anh khách mình sẽ chạy thử, anh Kha anh vui lòng anh chạy thử xuống dưới kia, xong anh vòng thẳng vô shop giúp em nha. Em đứng đây, tụi em đứng đây đợi anh. Vô luôn anh, vô vô. Là
lên đeo cái mic vô. Rồi anh đợi em chút xíu nha. Đây để em quay cái xe lại cho nó có góc nhìn cái. À, rồi bây giờ sẽ là cái phần cảm nhận đánh giá của cái anh khách của mình nha các bạn. À, anh bây giờ anh cứ cho em một cái đánh giá khách quan, có nghĩa là anh thấy nó tốt ở cái điểm nào, nội trợ ở cái điểm nào anh nói cho em biết, và có những cái nào mà chưa được á anh cũng nói để tụi em xây dựng tốt hơn ở những cái mặt nào nó chưa được chỉnh chu và tốt đẹp đó. Dạ anh vui lòng anh nói. Hôm nay thì anh có ghé shop làm một cái thay một số cái phụ kiện, nhưng mà qua cảm nhận lên xe thì cái tình trạng xe này chạy hơi bị ngon đấy. Khác với cảm nhận ban đầu là chiếc xe này nó lên ga rất là nhẹ nhàng và rất là giòn, anh khoái cái điểm đó. Dạ, cái... với lại cái phần mà nó đề ba cái nước nạp có lẽ là cái tăng tốc nó sẽ cao hơn. Dạ. Nhưng mà mình chưa thay, cái cảm nhận của anh là thấy ok, khá hài lòng. Thì các bạn ở đây là chỉ là mới có một cái trải nghiệm ngắn, có thể là chưa nói lên được nhiều, nhưng mà mình hy vọng có thể là anh khách của mình anh đi thêm khoảng 2-3 tuần hay 1 tháng gì đó, anh sẽ cho mình thêm một cái phản hồi khác nữa. Còn trước mắt á thì mình đã khắc phục được cái nhược điểm là rung rần nha, rung rần. Rồi còn cái chuyện nước làm mát đó là cái chuyện tối ưu trong quá trình chạy, còn cái vấn đề rung rần là mình xử lý được cho anh, và cái quan trọng nhất là cái xe này không còn chờ nữa. Các bạn đóng ga là nó đi, đóng ga là nó đi, nó không còn biện viện gì nữa nha các bạn. Rồi em cảm ơn rất, anh Khang rất nha. Hay, anh cũng cảm ơn shop đã ủng hộ, ghé ủng hộ shop về những cái khoản mấy món mà cảm thấy rất là hài lòng. Dạ. Anh cũng hy vọng tất cả anh em coi hãy ghé ủng hộ shop của của em Đức Sagobi. Dạ em cảm ơn anh. Ok. Thì, anh em ở trên thị trường á thì bây giờ rất là nhiều anh em mà nhận khắc phục cái nồi, thì mỗi cái nó đều có một cái ưu điểm riêng hết, thì cái nào cũng tốt hết. Anh em thấy những cái nồi đồ chơi bẻ góc, dán bố này nọ, nếu mà nó mạnh, nó chuẩn chỉnh, nó phù hợp với một số anh em thì anh em cứ tiếp tục ủng hộ. Còn anh em nào mà muốn zin, muốn sự cân bằng, muốn sự thoải mái của tiêu chí của hãng thì kiếm mình. Rồi mình cảm ơn anh em nha. Cảm ơn anh em.